Vượt qua Nhật Bản, Việt Nam hiện đứng đầu trong số các điểm đến du lịch nước ngoài ưa thích của du khách Hàn Quốc. Đây là kết quả của khảo sát do một tập đoàn về du lịch của Hàn Quốc công bố mới đây dựa trên phân tích dữ liệu đặt chỗ du lịch trong quý 3 năm nay. Theo đó, xu hướng du lịch nước ngoài trong quý 3 bên cạnh Nhật Bản, Việt Nam trở thành điểm đến mà du khách Hàn Quốc ở mọi lứa tuổi ưa thích, nhu cầu đặt chỗ cao. Đáng chú ý là vào quý 3 năm 2024, cũng là quý đầu tiên Việt Nam vượt trên Nhật Bản với tỷ lệ đặt chỗ trên 13%. Theo TravelEasy, do ảnh hưởng của lạm phát cao, ngày càng nhiều khách hàng lựa chọn các điểm du lịch đường ngắn, trong đó đứng đầu là Việt Nam, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, Thái Lan, Philippines. Còn theo khảo sát của hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, Đà Nẵng, Hạ Long vẫn được coi là thiên đường nghỉ dưỡng với khách Hàn.